Thời điểm này, một số vườn bưởi trên địa bàn xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ cũng đang tập trung thu hoạch quả, chuẩn bị bưởi cảnh để phục vụ thị trường Tết. Gia đình ông Trần Doãn Sự ở thôn Nội Lăng, xã Thủ Sĩ hiện có hơn 4 hectare trồng bưởi. Trong đó, ngoài diện tích bưởi diễn, bưởi da xanh, ông còn hơn 2 mẫu đất trồng bưởi cảnh. Theo ông cho biết, nhìn chung thời tiết năm nay thuận lợi và hầu hết các gốc bưởi đều sai chữ quả, nên bắt đầu từ tháng 11 âm lịch đã có thể cho thu hoạch với giá bán hiện dao động từ 10.000 đến 13.000 đồng một quả bưởi diễn và từ 25.000 đồng đến 27.000 đồng một kg bưởi da xanh. Thời điểm này, nhiều khách đã đến xem và chọn mua bưởi cảnh để làm quả biếu hoặc chơi Tết với giá dao động từ 1 triệu đến 20 triệu đồng một cây tùy loại kích cỡ. Ngoài gia đình ông Dự ở thôn Thống Nhất, xã Thủ Sĩ cũng có gần 10 gia đình trồng bưởi với diện tích lớn từ 1 đến 2 hectare cũng đang bắt đầu cho thu hoạch và bày bán bưởi cảnh dịp Tết đem lại thu nhập cao.